Hello tất cả các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ cùng với đến với các bạn một trong những mẫu xe SUV cỡ lớn 7 chỗ của nhà Mazda. Chiếc Mazda CX-8 đây, một trong những mẫu xe mới ra mắt 2022 là bản nâng cấp facelift nha mọi người nhé. Xe đã được trang bị hệ thống la răng mới này, đó, to bản và cực kỳ đẹp. Thứ hai là hệ thống logo mới, mọi người có thể nhìn thấy này, logo 3D dạng to bản này. Và thứ ba là mặt ca lăng mới này. Đấy, thì hiện tại chương trình trong tháng 3 này thì chiếc Mazda CX-8 này đang được hỗ trợ lên tới là gần tương đương 100% thuế trước bạ mọi người ạ. Đang được hỗ trợ khá là nhiều so với cả các mẫu xe khác trong cùng phân khúc. Đó. Và ngoài ra thì sẽ được tặng thêm là hai gói phụ kiện lên tới là 80 triệu. Cùng với cả cái chương trình hỗ trợ tương đương là xấp xỉ 100% thuế trước bạ thì Mazda vẫn ưu ái tặng cho khách hàng thêm hai gói phụ kiện nữa mọi người ạ. Thì tôi cùng các bạn sẽ đi ngó qua một vòng của chiếc Mazda CX-8 này nhé, để thấy được cái độ bề thế, độ rộng rãi và độ trường xe của chiếc CX-8 này nó như thế nào. Đây, đây là chiếc của xe. Xe thì được trang bị tính năng là đèn cao cấp thông minh ALH, hệ thống đèn bi LED này, có thể tự động liếc góc và căn chỉnh theo xe phẳng phía đằng trước. Hệ thống radar nhận diện tự động phanh cực kỳ cao cấp. Đó. Đấy. Đây, chúng ta đi qua một vòng ngang của xe nhé, để xem thấy là xe nó rộng và dài như thế nào. Phải nói là quá rộng và quá dài luôn các bạn. Tôi phải đi đến rất là xa thì mới có thể quay được chiếc Mazda CX-8 này, thì mới thấy được sự rộng rãi của chiếc xe. Đây là tôi đang quay từ phía sau của xe nhé. Xe được trang bị hệ thống bô đôi thể thao theo dạng kiểu Mercedes-Benz, cực kỳ là sang trọng luôn mọi người ạ. Cảm biến ở bản nâng cấp này thì được trang bị tích hợp rất là nhiều các tính năng, từ camera 360, sấy kính, sấy gương, phanh tự động, cửa sổ trời, rồi hệ thống loa. Đây thì tôi và các bạn sẽ cùng vào trong khoang nội thất của xe nhé. Đó. Tiếp tục là màn hình LCD này. Và lại là một không gian phải nói là choáng ngợp, gây ra sự gọi là quá là đẹp luôn. Mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xe thì được trang bị là ghế lái chỉnh điện, còn như hai vị trí ghế. Đó. Hệ thống màn hình giải trí đã lớn hơn rất là nhiều nhé mọi người nhé. Đó. Xe được trang bị màn hình HUD có thể bắn thông tin toàn bộ từ tốc độ này, hay cảnh báo điểm mù này, hay là các cái biển báo giao thông. Đây là được cửa sổ trời này. Đó. Và trang bị hệ thống da Nappa nhé mọi người nhé, cực kỳ êm, cực kỳ mịn, sờ rất là mượt luôn. Và da Nappa phải nói là cực kỳ sang trọng và thơm trên những cái dòng xe sang ấy. Xe được trang bị hệ thống loa bâu nhé, 10 loa bâu và có một cục súp siêu trầm ở đằng sau, có sẵn 7 bước chân luôn mọi người nhé. Đấy, thì để biết chi tiết chương trình của tháng 3 này và các cái ưu đãi có thể đàm phán và hỗ trợ thêm cho khách hàng thì hãy không ngần ngại liên hệ với hotline để bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ được khách hàng cái chương trình tốt nhất nhé mọi người nhé. Xin chào các bạn nhé.